Morning, xin chào mọi người. Hôm nay sáng nay chúng ta tiếp tục phân tích thị trường. Thông thường mình sẽ không phân tích sáng thứ hai, bởi vì nó chưa có gì nhiều. Nhưng mà Bitcoin nó mới thăm một cây lên thì chúng ta sẵn mình xem thị trường và mình làm video phân tích thị trường luôn. Thì trước nhất là mình xem cái tin sáng sớm á, mình sẽ xem tin tức trước. Thì đây có một cái tin là nhắc cho mình nhớ là chỉ còn 2,5 triệu Bitcoin còn có thể đào được nữa thôi. Tức là cái độ quý hiếm của Bitcoin nó sẽ càng ngày càng cạn kiệt á, thì cái theo quy luật cung cầu thì giá nó sẽ càng ngày càng tăng. Ok. Sau đó mình xem trong 24 giờ cái mã nào tăng nhiều nhất và mã nào giảm nhiều nhất. Thì những cái mã giảm nhiều nhất mình xem DeFi, RRT nè, Bang nè, Argon nè. Đây là những cái mã DeFi, những mã DeFi nó giảm giá nhưng mà nó giảm không nhiều, giảm 10%, 7%, 6%, 5%, 4%, cao nhất là 10%, cái đằng này 7%. Còn trong 24 giờ những mã tăng giá nhiều nhất đó là cái thằng Swift, Theta cũng tăng vậy ha, 10%, 7%. Okay, không có gì đặc biệt. Sau đó mình review lại cái trade của mình đã thực hiện. Thì mình có một loạt các lệnh. Đây là lệnh Bitcoin vào 25. Ngay đây ha, chúng ta đánh cái B-Way và cái entry của mình là 10.558. Ở đây mình bấm nút play thì nó vừa đá ngay cái râu của mình và nó lên cái target one của mình. Cái target one của mình là 1A. Một khi mà nó tới 1A thì một mình có hai phương án, một là mình chốt hết mình tìm điểm vào lại, hai là mình chốt phân nửa, mình dời stop loss dương nếu như mình không có thời gian. Đó là cái cách đánh của mình. Thì ở đây mình đã chốt rồi, bây giờ mình tìm cái điểm vào lại và mình sẽ nói cái chiến lược của mình trong ngày hôm nay mình sẽ đánh như thế nào. Ok, ở đây mình nói là có tiềm năng, khả năng là cái đợt tăng 1.000 đô để mà nó hoàn thành xong cái sóng B. Sau khi xong sóng B thì chúng ta sẽ quay về để hoàn thành sóng C và từ đó bắt đầu cái chu kỳ sóng mới. Một số cái lệnh mình đánh như là con Swift này, đây nó khớp entry và sau đó nó vượt target luôn. Ok, thì chúng ta ai đánh con nào mình biết con đó nên mình sẽ tự mình theo dõi. Ok, thì trước nhất là mình vào cái chỉ số sức mạnh của đồng dollar, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới giá của Bitcoin, chứng khoán và vàng. Thì hôm bữa mình phân tích, ngày cuối tuần mình phân tích ở đây là mô hình ABCD. Thì sau khi kết thúc mô hình ABCD, chúng ta có một cái phản ứng giá nhưng mà nó rất là nhỏ, không như là mình trông đợi. Mình muốn nó mạnh hơn, nó sâu hơn, ít nhất là nó tới cái điểm của cái điểm B này. Nhưng mà tới đây nó quay đầu, tức là nó cho mình biết rất là bullish. Thì ABCD ở đây nó có thể là nó bị invalidate. Tiếp theo thì mình sẽ kỳ vọng nó fill cái chỗ này, nó có thể là tới mức này hoặc là mức này, để sao mình có tiếp tục để mình theo dõi cái mô hình harmonic này của mình. Thì khả năng của chỉ số sức mạnh đồng đô la nó có thể tăng lên, chúng ta lưu ý như vậy, nó có thể tăng, thể giảm. Ngay đây thì hôm nay mới sáng thứ hai thôi, chúng ta sẽ theo dõi thêm một cái phiên Mỹ, một hai phiên Mỹ nữa để mình xác định cái xu hướng của nó như thế nào. Nhưng mà ngay tại cái điểm này nó hoàn toàn nó có thể đi một trong hai hướng, mình không biết nó đi hướng nào, chúng ta chờ thêm tín hiệu. Về chứng khoán Mỹ, thì chúng ta thấy nếu như mà mình kẻ một cái trend line từ một cái đỉnh, hai cái đỉnh, thì ở đây chúng ta có thấy nó chạm hai điểm, chúng ta kẻ được một cái trend line.
và đây là nó gần chạm cái lần thứ ba. Thì lần chạm lần thứ ba này cái xác suất mà nó break qua rất là ít, đó là nó chạm 3 lần đó. Thì cái lần thứ ba nó xác suất nó break ra rất là ít, nhưng mà lần thứ tư thì khả năng nó break ra nó nhiều hơn, chúng ta lưu ý như vậy. Như vậy thì chỉ số sức mạnh đồng đô la nó có khả năng nó tăng lên, thì cái này nó có khả năng nó giảm xuống. Và con vàng cũng vậy. Con vàng ở đây mình review lại, ở đây mình có 5 sóng đi xuống, ở đây mình có 3 sóng nó tạo thành một cái tam giác, ở đây mình có đầy đủ 5 sóng rồi, thì mình đang tìm cái chiều dài và cái độ nghiêng của nó bằng với lại cái sóng này phía trước. Oopsie. Nó thành như vậy thì nó mới gọi là có cái sự cân xứng của mấy con sóng. Thì như vậy ở đây mình dự định là nó sẽ sideways đây và nó còn một đợt sụt giảm nữa, mình chưa biết nó giảm tới đâu, nhưng mà đây là cái vùng nó có thể nó test tiếp tục. Chúng ta lưu ý như vậy. Như vậy vàng cũng có cái xu hướng giảm ngay tại cái lúc này, ngay tại cái chỗ này. Như vậy thì mình suy ra Bitcoin nó không thể nào nó tăng một mình được, bởi vì cuối tuần nó đi một mình thì nó sẽ tăng một mình, nhưng mà nó đi chung với những con khác thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Thì Bitcoin mình vẽ một cái trend line tạm thời ngay hai cái đỉnh này lại. Như chứng khoán Mỹ thì nó đã lên tới trên đây rồi, còn Bitcoin nó chưa có lên tới, chúng ta lưu ý như vậy nha. Thì ở đây là cái vùng daily supply zone, cũng là cái vùng target 1 của mình. Thì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ set up một cái lệnh short ở trên đây. Short này gọi là mình short counter trend, tức là cái trend nó là trend tăng nhưng mà mình short ngược lại, tức là mình đánh ngược trend. Short counter trend nha anh em. Chúng ta trade thì chúng ta đánh cái kiểu gì cũng được, nhưng mà nếu như mà chúng ta mới thì chỉ nên đánh theo trend thôi, tức là chờ hồi rồi mình mua lên. Còn mình đã trade quen rồi thì mình đánh kiểu gì đánh cũng được. Mình chỉ đánh intraday, cái lệnh này là lệnh intraday, cho nên là đây là cái nến ngày. Chúng ta nhìn cái nến ngày ở đây, nó đến cái vùng để supply zone của cái nến ngày thì nó phản ứng ở đây. Chúng ta thấy nó phản ứng một cái râu ở đây. Như vậy thì mình đang chờ một cái dấu hiệu của phe gấu để mình vào cái lệnh short. Chúng ta không có short trên cái cây nến màu xanh dài như vậy, mình sẽ gọi là tự sát. Mình cũng không có short ngay cái nến đỏ dài như vậy, mình sẽ bị short ngay đáy. Còn ngay đây là mình tự sát, tức là mình cản tàu, tại mình không biết nó dừng khi nào, cho nên mình đang chờ đợi thêm cái tín hiệu cho mình biết là cái phe bò nó đã mệt rồi, ở đây nó đã mệt rồi và có dấu hiệu của phe gấu. Thì mình short counter trend, mình sẽ short về cái vùng để mình long lên lại. Bởi vì ở đây mình thấy ba sóng nè, mình có A, B, C, nó có thể lên tới trên đây. Chúng ta lưu ý như vậy. Như vậy chúng ta nhớ lại cái hôm bữa thứ bảy chúng ta đang đi sóng này là cái sóng B của mình. Thì sau khi sóng B này kết thúc thì tất cả mình có là A, B, C, đúng không? Như vậy thì bây giờ mình muốn short là mình short cái đỉnh của sóng B này. Cái đỉnh sóng B này nó có thể nó nằm ngay đây. Nó có thể nằm ngay đây, hoặc là nó có thể lên trên đây, mình không có biết được nó nằm ngay chỗ nào. Thì bây giờ mình đang chờ cái tín hiệu của cái đỉnh của sóng B để mình short về. Chúng ta lưu ý như vậy nha. Thì cái ý tưởng mình short đâu đó trong cái vùng daily supply zone này. Chúng ta lưu ý nha, sóng B này nó đi rất là cao, nó có thể là A, nó có thể tới đây, B tới đây, hoặc là tới tuốt trên đây và nó mới giảm xuống đây. Cho nên chúng ta chưa có short vội, chúng ta vẫn giữ, ai còn cái lệnh long đó thì vẫn giữ cái lệnh long và thêm cái lệnh short counter trend thôi.
Thì khi nào mình thấy cái dấu hiệu, bởi vì bây giờ còn 1 tiếng 49 phút nữa chúng ta sẽ qua cây nến 4 giờ thứ hai, và khi mà có cái dấu hiệu thị trường nó có khả năng nó quay đầu tạm thời cái khúc này thì mình sẽ báo cho các bạn trong kênh Telegram. Còn bây giờ thì mình chỉ nói cái ý tưởng của mình như vậy thôi, còn mình vẫn chưa có cái lệnh cụ thể bởi vì mình chưa thấy cái dấu hiệu cho nên chưa có dám sọt nó. Ok, nhưng mà sọt nó trong đâu đó trong cái vùng này, đây là cái khu vực của chúng ta, sọt altcoin cũng được. Như vậy anh em hãy theo dõi kênh Telegram để mà lát hồi mình sẽ post cái lệnh sọt nha. Ok, xin chào tất cả các bạn.